Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm 2016 đến 2020, có 2.912 nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán. Trong số này, trên 90% nạn nhân là phụ nữ, trẻ em, thường tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đối tượng nam giới, trẻ em trai cũng có thể là nạn nhân của mua bán người. Tại Lào Cai, từ năm 2011 đến năm 2020, đã khởi tố 208 vụ, 412 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi, truy tố 185 vụ với 365 bị can mua bán người. Tòa án Nhân dân các cấp đã xét xử 200 vụ với 355 bị cáo. Tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi bán ra nước ngoài, bắt được 7 đối tượng trong đường dây. Qua đấu tranh và khai thác từ các đối tượng, trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện chót lọt 29 vụ lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Những con số trên cho thấy tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Câu chuyện về những vụ mua bán người lâu nay đã không còn mới ở Lào Cai. Ở địa phương em thì cũng có rất nhiều bạn, đặc biệt là những cái bạn học sinh mà bỏ học đấy ạ. Những cái bạn đấy thì những cái bạn đấy không đi học nữa, các bạn đi làm. Thì sau khi mà đi làm thì sẽ có những người mà người ta bị lừa. Và đến thời điểm hiện tại thì ở địa phương em ấy thì cũng có một số người là một số bạn là cũng đã quay trở về được Việt Nam, nhưng mà cũng có một số bạn là đến thời điểm hiện tại là không quay trở về Việt Nam nữa. Đó, và cũng đang không biết là ở đâu. Em có một cô cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Tính đến nay là tầm khoảng 10 năm rồi. Bố mẹ thì rất là khổ. Trước tiên thì không biết là con mình đi đâu, phải tìm kiếm khắp mọi nơi. Trước tình hình đó, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm, triệt phá nhiều đường dây mua bán người ra nước ngoài, nhằm kiềm chế sự gia tăng về tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm mua bán người, cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Để chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này, ngày 27 tháng 11, Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Thị đoàn Sapa tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề Phòng chống mua bán người và xâm hại trẻ vị thành niên tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông thị xã Sapa. Trên cái cơ sở nghiên cứu về cái tình hình tội phạm nói chung thì là cái đối tượng bị lừa bán chủ yếu là lại tập trung vào cái đối tượng trẻ vị thành niên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Cũng bởi vậy mà Ban Thường vụ Đoàn khối quyết định là phối hợp với Thị đoàn Sapa để tổ chức đưa cái hoạt động cái phiên tòa giả định về với trường trong khuôn khổ ngày hôm nay. Và cũng thông qua cái tổ chức cái phiên tòa giả định như ngày hôm nay thì chúng tôi mong muốn là sẽ tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức pháp luật cũng như cái ý thức công dân, cái ý thức cảnh giác cho đoàn viên thanh niên học sinh nói chung, trong đó có các nữ học sinh ở trong lứa tuổi bị thành niên, độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông, để các em không những nắm được luật, nắm được các cái thủ đoạn của các cái bọn tội phạm, để qua đó thì cũng có cái sự đề phòng, cái sự cảnh giác trước các cái thủ đoạn này, để không bị sa ngã hoặc là không bị mắc vào những cái vụ án hết sức đau lòng. Lần đầu tiên một phiên tòa giả định được tổ chức tại trường nên đã đặc biệt thu hút sự quan tâm, theo dõi của hơn 300 em học sinh nhà trường. Tình huống giả định tại phiên tòa là Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Mạnh Cường, hai thanh niên buôn hàng từ Trung Quốc về tỉnh Thanh Phú, có thỏa thuận với một thương lái người Trung Quốc tên là Sình về việc sẽ tìm và đưa hai người con gái Việt Nam sang bán cho Sình với giá là 100 triệu đồng mỗi người. Về Việt Nam, trong một lần ra bến xe, Cường và Giang có gặp hai nữ sinh trung học là Lương Thị Mai và Giàng Thị Thanh, đều 15 tuổi. Cường và Giang nảy sinh ý định đưa Mai và Thanh sang Trung Quốc bán cho Sình nên đã làm quen, trao đổi số điện thoại. Sau một thời gian ngắn nói chuyện, Cường và Giang hẹn Mai và Thanh đi chơi, chụp ảnh ở khu vực giáp biên giới Việt-Trung rồi lừa đưa các bị hại qua biên giới đến nhà Sình. Tại đây, Giang và Cường nhận tiền từ Sình rồi quay trở về Việt Nam. Mai và Thanh bị Sình đưa đi sâu vào nội địa Trung Quốc, nhưng may mắn hai em đã trốn thoát và nhờ được người đưa đến đồn biên phòng để được giúp đỡ. Sau đó Mai và Thanh được trao trả về Việt Nam, làm đơn tố cáo với cơ quan công an về sự việc.
Hai kẻ buôn người Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Mạnh Cường bị bắt ngay sau đó và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra. Khi mà chúng mình xây dựng cái kịch bản này thì là lựa chọn cái phương thức tuyên truyền một cách trực quan, đó là xây dựng một tiểu phẩm nhỏ trước khi bắt đầu phiên tòa để diễn giải cái nội dung vụ án và những cái thủ đoạn mà các bị cáo sử dụng để lừa bán các nạn nhân qua biên giới, và từ đó là cái đối tượng mình tuyên truyền pháp luật đó là các em học sinh cấp 2, cấp 3, và sử dụng cái hình thức tuyên truyền một cách trực quan như vậy thì các em sẽ dễ tiếp nhận hơn so với các phương pháp tuyên truyền truyền thống như là mình đọc những cái quy định pháp luật hoặc giải thích một cách chuyên ngành thì sẽ rất là khó hiểu đối với các em học sinh. Tình tiết thì tư liệu mình sử dụng thì đa phần là những vụ án có thật mà tòa án tỉnh Lào Cai đã và cũng như tòa án nhân dân các huyện đã xét xử. Và đương nhiên là cũng phải có sáng tạo thêm một số các tình tiết để cho nó phù hợp với các đối tượng mà mình tuyên truyền, đó là các em học sinh. Phiên tòa giả định được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa với đầy đủ trình tự, thủ tục và thành phần tham gia. Từ chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa, bị cáo, người bị hại đều được các đoàn viên thanh niên của khối nội chính tỉnh nhập vai diễn xuất. Tại phiên tòa giả định, hội đồng xét xử tập trung phân tích rõ điều kiện, mục đích, động cơ phạm tội cũng như tính chất, mức độ mà hành vi của các bị cáo gây nên, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo. Sau khi nghe phân tích, các bị cáo đã nhận ra hành vi phạm tội của mình, ăn năn, ân hận và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án. Bị cáo biết rằng hành động của mình là sai trái, rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, đi làm để đền bù lại thiệt hại cho các bị hại. Bị cáo xin hết. Với các tình tiết nêu trên, kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 14 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Phiên tòa giả định đã giúp cho các em học sinh hiểu hơn về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và hậu quả nặng nề gây ra cho chính nạn nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa, không rơi vào bẫy của các đối tượng. Đó cũng là hồi chuông cảnh báo cho những kẻ xem thường pháp luật, cuối cùng sẽ không tránh khỏi những hình phạt thích đáng. Em thì chưa được theo dõi một cái phiên tòa giả định như này bao giờ. Em ấn tượng nhất là vì đầu tiên là nó rất là xác thực ạ, rất là giống thật và đưa ra nhiều điều luật và cũng biết thêm nhiều cái hình thức phạm tội của các đối tượng. Sau đó thì em sẽ nói với các bạn ạ và nói với tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng về những cái phiên tòa như thế này ạ, và cũng có thể là rủ mọi người đi tham gia để biết thêm thông tin ạ. Phiên tòa ngày hôm nay rất có ý nghĩa với chúng em, bởi vì chúng em là sống ở vùng sâu, vùng xa, và các cô chú đến đây là đã tuyên truyền cho chúng em biết nhiều về pháp luật và để phòng chống những cái ngoài ý muốn. Sau phiên tòa ngày hôm nay đã giúp cho em một bài học là tránh xa thủ đoạn của những người mà buôn bán người, và em sẽ nhắc nhở bạn bè em và tuyên truyền cho họ về nạn buôn bán người để phòng chống. Gặp ai nói chuyện thì cũng nói nhưng mà đừng có cho người ta đừng có chủ quan để rơi vào tình thế như thế. Mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh cần biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm. Các gia đình phải thường xuyên quan tâm, luôn nhắc nhở, giúp con em hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa, tránh những bất trắc, đáng tiếc có thể xảy ra.